6 tiêu chí đánh giá xe ô tô cũ dành cho người lần đầu đi mua xe. Wow. Thứ nhất, điều quan trọng nhất là kiểm tra thân vỏ. Một chiếc xe đã từng đâm đụng, va chạm sẽ để lại dấu vết sửa chữa. Chúng ta sẽ phát hiện bằng cách là kiểm tra các đường keo chỉ, các mối hàn bấm có còn nguyên bản hay không. Và các bạn có thể so sánh các vị trí tương xứng. Thứ hai là kiểm tra nội thất xe. Chúng ta hãy quan sát khu vực xung quanh ghế lái. Một chiếc xe được sử dụng nhiều thì phần vô lăng và cần số sẽ bị bóng nhẵn hơn. Ngoài ra các bạn xem thêm độ mới về phần táp lô trước có bị chảy nhựa do để ngoài trời nắng hay không, các táp bi cửa có bị chày xước. Thứ ba, mở nắp capo để kiểm tra khoang máy. Việc kiểm tra động cơ còn hoạt động tốt hay không đòi hỏi chuyên môn cao. Các bạn có thể kiểm tra sơ bộ bằng cách nhìn các con ốc máy có còn nguyên bản hay không, động cơ có tiếng động lạ hay là các vệt dầu đen xung quanh thân máy. Thứ tư, kiểm tra hệ thống điện trên xe. Các bạn khởi động xem màn hình lái, kiểm tra các đèn báo lỗi trên xe, bật mở các công tắc trên cánh cửa, các nút điều khiển trên vô lăng và các nút bật tắt điều hòa, hệ thống giải trí. Các bạn kiểm tra hết một lượt tất cả các nút bấm mà có thể bấm được để kiểm tra hoạt động các chức năng. Thứ năm là kiểm tra gầm xe. Việc này cần phải lên cầu nâng xe để bạn kiểm tra dễ dàng hơn. Các bạn hãy kiểm tra các lớp xe, các khu vực có 4 chữ số, đây là thể hiện tuần và năm sản xuất của lớp. Ngoài ra, bạn xem thêm độ mòn má phanh, quan sát các hệ thống giảm xóc, các cục cao su có vết đen xì nhớt hay không. Thứ sáu, lái thử xe là bước vô cùng quan trọng để kiểm tra độ ổn định của thân xe, độ bốc của động cơ, khả năng vận hành hộp số có còn trơn tru hay không và kiểm tra độ ồn xung quanh xe khi xe di chuyển trên đường thực tế. Nếu các bạn trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản này thì các bạn có thể tự xem xe, cảm nhận sơ bộ trước khi ra quyết định.